Thưa quý vị và các bạn, vụ việc đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sông Đà dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân Hà Nội bị ô nhiễm đến nay vẫn khiến dư luận không khỏi bức xúc. Đến nay, các đối tượng đổ dầu thải trộm vào nguồn nước sạch sông Đà cũng đã bị bắt giữ. Vậy các đối tượng này sẽ phải chịu hình thức xử phạt như thế nào trước hành vi gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng của mình? Để giải đáp thắc mắc này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung sau đây của Invest TV. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, ngày 16 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự, đối với những người đổ trộm chất thải nguy hại vào đầu nguồn nước, hành vi này làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Người vi phạm có thể phạt hành chính đến 1 tỷ đồng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường, mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra có thể xem xét tới những chủ thể khác như doanh nghiệp cung cấp nước, cơ quan quản lý nhà nước về trách nhiệm trong vụ việc này. Trường hợp công ty cấp nước sạch xác định chất lượng nước không đảm bảo, không đủ điều kiện sử dụng mà vẫn bán cho người dân thì cần xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào mức độ sai phạm và hậu quả xảy ra, hành vi này có thể bị xử lý kỷ luật lãnh đạo, xử phạt hành chính công ty hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.